À, nó đang dữ luôn, mình nghỉ mệt. Không cho nó dùng ra là nghỉ mệt đó. Ngồi dùng đi. Ok, nứt vô. Hít thở nhẹ hơn anh Thăng ơi. Tốt. Chẳng sao ôm nó lại, trở dài được rồi. Như chuẩn bị nha con. Ba mươi giây nữa, nghe chuẩn bị nha con. Hay quá anh Đăng ơi, có sức mạnh hẳn luôn á. Mười giây nữa. Nhi vô. Nhi vô, Nhi vô con. 3, 4, 5 giờ. Lẹ đi, có thằng học cái lô bây giờ mà nó đang kìa. Bảo chuẩn bị. Bảo rồi ạ, anh Hậu ra, anh Hậu. Thôi cho anh Hậu sau đi, anh Hiếu đi. Anh Hiếu sắp tới anh Hậu. Anh Hiếu đi, cho anh Hậu sau đi. Rồi nào vô. Còn Minh nữa nha anh Thăng. Chị ơi, lát hồi cho anh Phiro sau. Anh Hậu làm sao đi, anh Thăng làm sao cho coi đẹp đẹp nha, đánh với nào á. Cuối đánh rồi đó, cho ông lên đi. Ông kẹp cái giò. Ok thôi.